trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết chiến tranh với nhan đề Khúc bi tráng cuối cùng, câu chuyện của những người lính trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. Phần thứ 9 Như một sự chuyển dịch tất yếu của quy luật chiến tranh, đoàn quân di tản chảy đến đâu thì chỉ huy sở của Bộ Tư lệnh Mặt trận chuyển theo đến đó. Thời gian là cứu cánh, thời gian là tất cả. Mọi sự đã trở nên hết sức khẩn trương bộ tư lệnh mặt trận có thể nhóm họp bất cứ lúc nào sáng trưa chiều tối giấc nửa đêm và họp bất cứ ở đâu trên xe trong lán bên vệ đường trong nhà dân những bức điện từ bộ tổng bay xuống tới tấp và những bức điện từ bộ tư lệnh mặt trận cũng bay lên như mưa rào chưa bao giờ các chiến sĩ thông tin điện đài lại phải làm việc với một cường độ lớn như thế và cũng chưa bao giờ các cấp chỉ huy lại phải căng đầu căng óc để thảo ra những phương án tác chiến nhiều như vậy phương án này trồng lên phương án khác kế hoạch này đè lên kế hoạch kia. Mới lúc nãy thôi ý đồ này còn đang là thượng sách vậy mà chỉ sau mấy phút ý đồ đó đã trở thành lạc hậu mất rồi. Lại thức trắng, lại không kịp ăn kịp uống gì cho một bữa cơm trọn vẹn. Khẩn trương, khẩn trương, và khẩn trương. Trong một cuộc họp mang tính khẩn cấp như thế, tại một cánh rừng sát mặt lộ, tư lệnh Minh Hảo dù vừa trải qua một cơn sốt rét rung võng khi đêm lúc này vẫn cố gượng dậy trong vai trò chủ trì. Giọng nói chậm rãi, Khúc chết của một nhà nghiên cứu quân sự chuyên nghiệp bỗng biến mất và thay vào đó là những âm tiết dồn dập. Giải phóng buôn mê thuật chỉ là bước khởi đầu, nhiệm trọng yếu và cũng là khó khăn nhất của chúng ta bây giờ là chặn đứng, đánh tan được cuộc di tản của kẻ địch. Chúng đang rối loạn trên tất cả các hướng, chúng ta phải chặn đứng được chúng trên tất cả các điểm. Đường 7 vẫn là đường huyết mạch, hầu hết các đơn vị chủ lực của chúng đều rút qua đấy. Sư chủ công của đồng chí Lâm sẽ đảm nhiệm con đường độc đạo này. Các đơn vị khác tùy theo đặc điểm tình hình địch mà chủ động tìm cách đánh thích hợp. Bị đột kích bất ngờ, vào bước đường cùng, chắc chắn chúng sẽ điên cuồng chống trả. Bộ đội không được chủ quan khinh địch. Từ giờ phút này, Bộ Tư lệnh ra lệnh cho toàn mặt trận bước vào cuộc truy kích chiến lược. Nhất định không cho một cánh quân nào dù nhỏ nhất của chúng tràn được xuống đồng bằng. Chiến thắng buôn mệt Thuật sẽ trở thành vô nghĩa nếu như chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ trọng yếu này. Có một việc này ta cần phải triển khai ngay tư lệnh phó vũ lân từ nãy ngồi im lặng với vẻ bồn chồn lúc này mới lên tiếng triển khai trước hết đó là sư mười phải nhanh chóng tung người cắt rừng vượt suối sau đó để chốt chặn được cây cầu bắc qua sông ba trước sáng mai khi chúng chưa kịp tràn qua để tạo điều kiện cho bộ đội ta từ phía sau đánh thốc tới anh phước bàn với anh lâm trực tiếp lo vụ này rõ tham mưu trưởng vội dụi tắt điếu thuốc đứng bật dậy chúng tôi đã nghĩ đến chuyện này và đã chuẩn bị lực lượng nhất định sẽ làm một cú chặn đầu khóa đuôi ngoạn mục chúng có chạy lên trời cũng không thoát cuộc họp được kết thúc nhanh như khi nó mở đầu tham mưu trưởng còn nán lại một chút bước đến cạnh tư lệnh với cái cười hết sức ngọng nghịu báo cáo anh cái gì nữa tư lệnh không nhìn nhìn lên lại chuyện thiếu phương tiện hà Dạ, không tôi tôi muốn hoàn trả cho anh món nợ đã hứa nợ gì hứa nào tư lệnh tròn mắt thuốc ạ à? sao lại có thuốc men vào đây tôi đã hứa vay một trả mười vậy bây giờ tôi xin trả ông lôi trong bổng ra mấy cây thuốc ruby quen vuông vức đặt tất cả lên mặt bàn trả dấu gì đây là chiến lợi phẩm anh em người ta cho cha mẹ ơi tư lệnh bật cười đây là lúc nào mà đầu óc cậu còn nhớ được cả đến cái việc ấy hả chết việc nào ra việc ấy chứ thủ trưởng cái lão này đúng là lão đi sai nghề thật rồi thôi cầm lấy đi mấy đêm nay mình ho quá nhưng cái bóng xoắn bệnh như thường chảo của tham mưu trưởng đã biến mất ngoài cửa lán rồi tất cả đang chạy đua với thời gian chạy đua không phải từng phút mà từng giây sau trận phản kích thắng lợi và chịu không ít tổn thất chưa kịp nghỉ lấy một giờ cả mặt trận lại tiếp tục lao và một cuộc chiến đấu mới cuộc chiến đấu truy kích mà sự khó khăn gian khổ chắc chắn sẽ gấp bội các cán bộ chỉ huy vừa cho bộ đội bôn tập vừa lên phương án phương án nào chưa chuẩn sẽ vừa chiến đấu vừa hoàn thiện thêm các thành viên trong bộ tư lệnh chia nhau tản về hết các đơn vị độc lập để trực tiếp chỉ đạo không còn thời gian nữa kẻ tháo chạy thường bao giờ cũng nhanh hơn người đuổi theo kẻ điên cuồng đi tìm đường sống thường bao giờ cũng nhanh hơn người chốt chặn con ác thú khổng lồ này đang vùng vẫy để vượt ra ngoài vòng cương tòa nếu không đánh gãy xương sống nó để nó trườn được xuống duyên hải hợp lưu với những con ác thú khác tạo thành thế lực quật lại thì cuộc tiến công này tốc độ sẽ bị chậm lại biết chừng nào tất cả là tốc độ nhưng tốc độ lại phụ thuộc phần lớn vào phương tiện. Vào phương tiện thì lấy ở đâu ra khi toàn bộ mặt trận chỉ có những chiếc xe chở pháo, chở đạn có thể đếm trên đầu ngón tay, còn chở người. Câu hỏi này đã được giải quyết bằng chính sức mạnh của nhân dân. Thị xã đã hoàn toàn giải phóng. Ngay tại trung tâm thị xã, ra làng Iblim, quân hàm đại tá lấp lánh đang đứng bình dị và uy nghi trước rất nhiều xe và người. Ông đang làm nhiệm vụ của một chủ tịch quân quản trước đám đông dân chúng giọng ông thật rõng rạc. Cách mạng và bốc hồ đang cần nhiều nhiều xe, nhiều người, càng nhiều càng tốt để chở bộ đội tiến xuống đồng bằng giải phóng Tây Nguyên. Ai có xe gì giúp xe ấy? Xe to xe nhỏ, xe đỏ xa lam, xe máy xe đạp, xe châu xe bò, xe ngựa. Đều được hết. Để cho kẻ ác chạy thoát là chúng ta có tội với Tây Nguyên, có tội với lịch sử, có tội với các chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống, có tội với mong ước của bà con bao năm nay nay đã sắp thành sự thật nào ai có thì giơ tay lên để tôi đếm dơ cao làng buôn giải phóng rồi không việc gì mà phải dơ thấp cả cùng với tiếng cười rất vang của người thủ lĩnh buôn làng một rừng những cánh tay dơ thẳng về phía trước rồi lại một rừng nữa có người dơ hai lần có người dơ cả hai tay và chỉ không đầy 10 phút sau chao ôi như trong cổ tích từng đoàn xe các loại trông thật vui mắt bắt đầu tuôn ra từ các nẻo đường các bản làng ngõ phố xếp thành hàng ngang, nối thành hàng dọc tiến ra mặt đường. Con đường vừa nãy còn giặc dài. Hun hút nhưng ấy mà giờ đây chỉ còn thấy xe là xe. Xe đậu dài theo đường. Xe xếp hàng hai hàng ba. Đứng ở đầu này không nhìn thấy đầu kia. Chỉ chờ có thế. Ngàn ngạt các đơn vị bộ đội đã đợi sẵn hai bên đường vội đua nhau nhảy ảo lên. Ngả nghiêng, chật ních. Vẫn còn người đứng dưới đường. Vậy thì ngồi chật chật vô các đồng chí ơi. Xe Honda chịu chó chở bốn người, năm người đi nhưng vẫn chưa lên được hết, thì dáng chờ những đoàn xe sau, chỉ sợ thiếu người, sợ chi thiếu xe. Tiếng động cơ nổ vắng trời, khói ống xả phun trắng đất. Tiếng tù và làm hiệu lệnh xuất phát vang tiếp theo. Đoàn xe tổng hợp dài cả mấy cây số bắt đầu rùng rùng chuyển động rồi bon nhanh về phía hướng đông. Xe có tốc độ nhanh chở xe tốc độ chậm. Xe to nhường cho xe nhỏ vượt lên. Xe gắn máy được ưu tiên cứ mặc sức mà luồn lách. Riêng xe có xúc vật kéo, bà con nghe đây, cứ từ từ mà đi, miễn là đừng dừng lại. Đoàn xe chuyển động xa dần. Khói và bụi và cờ hoa và tiếng hò la vẫy tiến đoàn xe nhân dân vẫn không thôi vọng lại. Trong không khí hừng hực đó, sư trưởng Lâm tiến đến trước già làng Iblim, giang tay ra siết mạnh ông vào lòng. Hai người đàn ông, hai lực lượng, hai thế trận ôm chặt lấy nhau dây lâu rồi sư trưởng nhảy lên chiếc xe của mình. Người chỉ huy sư đoàn thép thay mặt tất cả quay lại giơ hai tay lên thành động tác tạm biệt bà con. Tạm biệt buôn mê thuột tạm biệt đường 14, tạm biệt già làng hẹn ngày chiến thắng trở lại. Khí thế tiến công động đến trời xanh. Lúc ấy, từ thung sâu, từ các vách núi, từ khắp các bản làng xa mờ, lại như có một tiếng cồng nổi lên. Nhiều tiếng cồng nổi lên, vọng vang khắp thinh không. Vọng tới cả đoàn xe phía trước đang băng mình vào khói lửa làm cuộc đại truy kích có một không hai trong lịch sử vùng đất cao nguyên này. Nhưng có một dòng người khác lại ngược hoàn toàn với dòng xe đông đảo ấy tiểu đoàn trưởng oánh lúc này đã mang bộ đồ bộ binh nón tai bèo súng ắc đang dẫn đầu đội hình của mình băng qua rừng đêm không thấy rừng không thấy người chỉ thấy tiếng thở hổn hển và tiếng những đế dép nghiến vào lá lạo xạo cách đây ba giờ đơn vị anh nhận lệnh bằng mọi giá phải đón đầu chặn được địch ngay tại đầu bên này cây cầu bắc qua sông ba trước sáng nếu để chúng qua được cầu lợi dụng cây cầu đó để phản kích lại thì cuộc truy kích của đại quân sẽ khó khăn khôn lường nhiệm vụ nặng nề thời gian lại quá gấp đường từ đây đến đấy nếu tính theo lối chim bay thì cũng phải trên năm chục cây số. Nhìn trên bản đồ thì chỉ thấy rừng và rừng, không có đường cũng không có một mẫu phương tiện. Tất cả chỉ trông nhờ vào đôi chân bôn tập và những cây đuốc được đốt sáng. Không kịp cơm nước, anh cho đơn vị xuất kích ngay. Chạy sau anh là hát Cron. Anh không muốn cho cô đi lần này vì vất vả lắm. Sức gái làm sao kham nổi nhưng cô lại bảo nếu không có người thuộc đường như Kron thì cái bộ đội có chạy nhung nhung suốt đời cũng chả đến thế là lại đành phải gật đầu. Mới được nửa đường đuốc đã cháy hết, bật lửa đã hết đá. Chỉ còn một cái dành riêng cho oánh đề phòng lúc bất chắc. Đèn pin cũng không còn sáng nổi cái nào. Rừng càng khuya càng tối như hú nút. Chào ôi, giá bây giờ có một chút đom đóm như ở bờ ao quê nhà để khỏi lao vào cây. Khỏi lao vào nhau thì tốt biết bao. Tốc độ chạy chậm hẳn lại. Đã có người đập mình vào gốc cây, ngã rúi rụi có người vướng dễ văng cả người cả súng ra xa rồi lại lồm cồm bỏ trở dậy chạy tiếp. Lại có người chở bán súng va vào mặt người đằng sau cái chát, một tiếng chửi tục, một tiếng suýt xoa rồi lại chạy. Chàng họa sĩ chạy giữa đội hình đánh rơi cả đồ nghề, lọ mò tìm một lúc không thấy. Anh phủi tay, kệ mẹ nó. Tính sau, giống như hơ côn, hướng cũng là trường hợp quánh bắt phải ngồi nhà nhưng anh cứ trận trạo khăng khăng đòi đi. Cái tốc độ buôn tập thiếu sáng thật nhọc nhằn, đứt quãng, và khát khát cháy cổ. Chút nước cuối cùng trong bi đông cũng được mọi người dốc cạn queo rồi. Oánh đột ngột dừng lại, quăng mạnh chiếc đèn đã hết pin đi vào rừng, cầu nhau. Kiểu này đến sáng cũng không thể tới được điểm chặn đầu, để chúng nó tràn qua là coi như công cốc. Không ai trả lời anh, miệng mũi họ còn tranh nhau thở, cô gái cũng thở. Tiếng thở con gái giữa rừng khuya nghe vừa lạ lùng vừa tội nghiệp làm sao. Đột nhiên cô lên tiếng, cái tiếng nói thiếu nước nghe cứ dấp dính đến là thương. Em, em biết có con đường này. Nó hơi khó một chút nhưng gần được nhiều nhiều đấy. Có thể kịp ra đến cầu trước sáng mà. Để em dẫn đường cho. Gần được nhiều. Đúng vậy không? Em hay nói sai với anh oánh lắm hả? Tốt rồi. Anh quay xuống phía dưới hạ lệnh. Tất cả tháo dép, châm lửa làm đuốc chạy tiếp. Bằng giá nào chúng ta cũng phải tới được cây cầu trước sáng. Mọi người vội làm theo những đôi dép được tháo nhanh ra khỏi chân. Ai không có dép thì tháo giày, ai không có giày thì tháo thắt lưng. Nếu cần tháo cả quần cả áo làm mồi cũng được. Lát sau, giữa âm u, một đốm lửa nhỏ được xòe lên. Những đốm lửa to được cháy bùng. Thoáng chốc cả khu rừng lại sáng lên lập lòe. soi rõ những khuôn mặt phờ phạt, hốc hõm. soi rõ những bàn chân chiến sĩ trận viện tơ tướp máu me, khập khiễng. Tăng tốc độ, tiếp tục, quánh hồ. Những đốm sáng chuyển động nhấp nhô, ngoằn ngu eo về phía trước. Hơ crôn tách lên chạy đầu, thân hình tròn căng, bộ ngực tròn căng vươn về phía trước. Một cành gai xả thấp, móc vào áo, doạt, một mảng ngực trắng nôn nao hở ra. Cô vẫn chạy, dáng chạy mềm mại, bắp chân con gái đi nương bay lên, bay lên trong lửa. Lại như một nữ thần rừng lao về phía mặt trời đòi vị thần ánh sáng phải cho nước cho giống. Chạy phía sau, hình ảnh liên tưởng vừa lóe ấy khiến oánh bất giác mỉm cười và chính anh cũng đang cảm thấy giai điệu của bài khan về chàng trai DAMSAN dũng mãnh chế dậy, cháy sáng trong mỗi bước chân băng rừng của đồng đội. Hình ảnh đó cũng cháy sáng trong đôi mắt người. Họa sĩ đang tất tả bám theo đội hình với cái dáng chạy nhọc nhằn đến khổ. Rồi cây cầu cũng bất thần hiện ra trong sương sớm. Cây cầu lành hiền và dòng sông cũng lành hiền. Lạy trời, thế là đã đến. Đến kịp, thở phào. Bây giờ mới thấy mệt, mệt như chưa bao giờ mệt như vậy bắp chân liệt ra đôi mắt díp lại toàn thân đau nhức nhìn mặt thằng nào cũng già đi mấy tuổi mà lại còn cười một cái cười vừa già vừa trẻ vừa tròn vừa méo đến tội giá như bây giờ được ngủ một cái thì có lẽ sẽ ngủ một mạch đến suốt đời nhưng làm sao có thể ngủ khi công việc mới chỉ xong được một nửa nửa còn lại là ở cái trận địa mai phục phía trước kia đội hình tản nhanh về những lùm bụi những gờ đá gốc cây kín đáo nằm rải rác phía bên này cầu biến mất căng thẳng đợi chờ dưới kia giữa hai bờ lau lách dòng sông sao vẫn chảy hững hờ đến thế hững hờ như cố tình không hay biết rằng chỉ một lát nữa thôi khi vầng mặt trời thoa phấn hồng lên tất cả nó sẽ phải quằn mình tan tác trước những tiếng nổ hủy diệt của con người cạnh oánh là hờ crôn đôi mắt màu cho nâu của cô đang cố mở ra nhưng chỉ được một chút lại khép lại rồi lại mở ra rồi lại nhắm vào nhận thấy oánh mỉm cười nói khẽ em tranh thủ ngủ chút đi chúng đến anh sẽ đánh thức cái mắt em hết muốn ngủ rồi cô nhèn cười ngủ anh oánh biến mất thì sao may quá không có em thì đến lúc này bộ đội vẫn còn đang lặn hụp ở trong rừng không có tiếng trả lời quay lại cô gái đã nhắm mắt ngu eo đầu từ lúc nào anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cháy nắng có cả mùi hoa dại vương vào của cô rồi phóng cái nhìn cay xè về phía trên dốc anh không cho phép mình được chợp mắt dù chỉ một giây chỉ một giây thôi cũng có thể làm lỡ đi tất cả nằm sau anh một đoạn là người họa sĩ anh đang ngủ vùi với vẻ mặt trẻ thơ như đang ngủ giữa giường giữa chiếu nhưng cũng chỉ được một lát vẻ như bị bức xúc không chịu nổi một thứ bức xúc mang rõ cái dấu vết khổ ải của nghề nghiệp anh lại tỉnh dậy vừa dụi mắt vừa móc sổ tay bút chì ra hí hoáy anh muốn ghi lại cái cảnh vật êm thời trước giờ báo nổi để làm chất liệu cho bức sơn dầu hoành tráng sau này mà anh đang ấp ủ nếu còn sống quánh ngoái lại, lấy chân đẩy đẩy vào vai anh, nói nhỏ. Thôi con xin bố, bố là tài sản quốc gia, bố muốn vẽ vời gì thì xin mời bố lui hẳn lại phía sau mà vẽ. Bố mà cứ hí hoáy ở đây thế này thì con không đảm bảo tính mạng cho bố đâu. Bé cái mồm, họa sĩ không nhìn lên, vẫn cắm cúi, cậu quên rằng hồi ở ngoài kia. Khi hội thao chiến thuật tiểu đội chiến đấu, tôi đã đạt điểm cao hơn cậu à. Quánh lắc đầu cười, không nói nữa, nắng bắt đầu lên. Trên trời đã xuất hiện từng đàn trực thăng bay qua như đàn bọ hung, rồi nhặng bốc lên từ một vùng ẩm thối. oánh sốt ruột nhìn đồng hồ, đoạn dốc phía trước vẫn vắng tanh, lau sệ vẫn phơ phất. Anh trao mày quay lại hỏi một cán bộ tác chiến nằm cạnh. Chết cha, hay chúng chuyển sang rút đường khác rồi? Không, chỉ có một đường này, kiểu gì cũng phải qua đường này, người cán bộ trả lời chắc nịch. Mà sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng mấy bố bộ binh đâu cả nhỉ? oánh sốt ruột nhìn lại phía sau nơi có những cánh rừng mà từ đó đơn vị anh vừa băng qua nhất định họ sẽ tới kịp người sĩ quan vẫn tỏ ra tự tin trung đoàn cơ động của một sư đoàn thép làm sao lại có thể chậm được oánh im lặng bên anh cô gái vẫn ngủ ngon lành thỉnh thoảng cái miệng xinh xinh lại chóp chép như trẻ thơ oánh quay đi giấu một nụ cười vừa lúc đó bỗng có tiếng động lạ vẳng đến oánh vội đưa ống nhòm lên trời đất chúng nó kia rồi phải thế chứ trả lẽ cái công sức băng rừng suốt đêm qua lại bằng không anh mở to mắt bắt đầu là những chiếc thiết giáp nhô ra khỏi khúc quanh động cơ gầm rít tiếp liền sau là những chiếc gmc chở đầy lính và đằng sau nữa là lốc nhốc hàng đoàn bộ binh vừa đi vừa chạy không ra hàng lối gì sau một chút thắt bóp rất nhanh trong lồng ngực chút thắt bóp quen thuộc thường xuất hiện trước một trận đánh sinh tử oánh hạ ống nhòm xuống quay qua xung quanh tất cả dậy kẻ thù đã ở trước mặt chuẩn bị chờ lệnh tôi nổ súng từ trong sương khói lãng đãng kẻ thù tiếp tục hiện ra đông như kiến cỏ từ các bụi cây ụ đất tất cả các nòng súng bắt đầu lên nòng tất cả những khuôn mặt những con mắt đều nhìn găm thẳng về phía trước chiếc thiết giáp đi đầu đã lọt vào tầm ngắm kể mẹ nó chiếc thứ hai chiếc thứ ba cũng kệ cha nó rồi chiếc thứ tư thứ năm gần lắm to lắm dữ dằn lắm anh phất tay lập tức hàng loạt những quả đạn B-40, B-41 phóng vút ra nhìn thấy rõ như đàn chuột lửa của quỷ thần bay lên, liếm nhanh vào những thân thép, thân người. Hai chiếc đi đầu chúng đạn dùng lên một cái rồi cháy bùng. Nhận một đòn quá bất ngờ về khả năng vận động không thể hình dung ra nổi của đối phương, đám lính phía chỉ còn biết la rú, bung chạy tán loạn. Lại thêm một chiếc nữa đổ nghiêng, sự tán loạn đã biến thành hoảng loạn. Đội hình vỡ toác, thoáng chốc cái dòng sông đặc kiến đó đã trở nên tan hoang rách nát thời điểm đã đến tiến lên các đồng chí sung phong không cho chúng thoát dù chỉ một thằng qua được chiếc cầu này oánh thét to rồi vung mạnh cây súng nhảy ra mặt đường tất cả nhảy theo chạng chân đứng thẳng hiền ngang nhả đạn về phía đối phương đông hơn gấp trăm lần hình ảnh lồng lộng của họ sẽ còn tạc vào khúc sông thượng nguồn này một biểu tượng kiêu tráng lẫm liệt của những chiến sĩ tây nguyên một thời trận viện cho mãi đến mai sau nhưng mọi sự tuồng như lại không hoàn toàn đơn giản như vậy sự cùng đường nhiều khi lại ngầm chứa một sức mạnh tiến công. Không còn đường nào khác, những chiếc tăng của đối phương bắt đầu lồng lộn quay đầu trở lại để hy vọng mở được đường máu. Đám bộ binh đông nghẹt ở phía sau cũng thừa cơ tràn lên. Chúng vừa bắn trả vừa gào thét như một bầy châu điên. Đã có nhiều chiến sĩ ngã gục trên mặt cầu. Một số khác chúng đạn nhào xuống sông. Đã có vòng xích xe M13 chồm nghiến lên một thân hình chiến sĩ. Nhai nát rồi cuốn vào bên trong. Đội hình của oánh lùi dần. Lùi dần vừa lúc đó thì từ trong rừng bỗng có rất nhiều những chiếc mũ tai bèo hiện ra lao tới tràn lên mặt đường phóng thốc qua cầu bộ binh đến rồi các đồng chí ơi oánh gào to và dù không muốn nước mắt cũng tự dưng trào già một cán bộ có vẻ là chỉ huy của trung đoàn bộ binh ấy đang vừa chạy vừa hua tay điều hành những chiến sĩ của mình tản sang phải sang trái vòng đằng sau đằng trước tạo thành thế đón đầu tập hậu oánh hô bộ đội của mình quật trở lại hòa vào dòng bộ binh đang dũng mãnh tiến về phía trước bên kia cầu, một lần nữa bị đánh úp bất ngờ, như vỡ đập, đám đông tàn quân lại kinh hoàng lao chạy sang hai bên đường. Một số chúng đạn ngã xuống, một số chạy chối chết vào rừng, số khác nhắm mắt nhảy đại xuống sông. Tiếng hô Hồ Chí Minh muôn năm, tiến lên các đồng chí, vang động cả núi rừng, vang xuống mặt sông ngầu máu. Giữa khung cảnh ấy oánh chật để ý thấy một tên ngụy mũ chụp mặt, vận dần di núp sau một thân cây đổ đang nghiến răng đẩy cả băng đạn đại liên về phía những chiến sĩ của anh đang sung lên. Không ít hơn năm, bảy chiếc nón tai bèo đã ngã gục trước luồng đạn ác nghiệt ấy. Oánh điên giận, vội quăng mình qua những mỏm đá đến sát gần hắn và cắn chốt ném ra một trái lựu đạn. Trái đạn bị vướng vào lá cành chỉ đủ để làm cây súng trong tay hắn văng ra. Một luồng đạn găm tiếp vào đó không cho hắn trục trở lại. Không còn vũ khí, hắn chỉ còn cách tung mình phóng chạy lên đỉnh đồi cái dáng chạy như châu điên của một thân hình cao lớn. Cái dáng chạy quen quen nhưng hình hài lại hoàn toàn khác. Oánh vội lao người đuổi theo. Sau anh là Hơ Côn, cô cũng bám sát theo anh như linh cảm được điều gì. Và từ một khe đá có cây che kín, chứng kiến được cảnh đuổi bắt tay ba đó là một khuôn mặt đeo kính trắng có cái nhìn lạnh buột. Khuôn mặt của đại úy đình, gã toán phó trong đội quân hóc báo hôm nào. Chờ cho bóng cô gái đi khuất, hắn cũng vùng dậy lặng lẽ bám dính theo phía trước, khoảng cách giữa Oánh và tên ngụy đó đã gần dần, gần hơn nữa. Chạy đằng sau Oánh không thể không thầm khen cái cách chạy lúc thấp lúc cao, khi nhanh khi chậm, khi đường thẳng khi hình chữ chi, cái cách chạy để tránh đạn của một thằng đã được huấn luyện đến nơi đến chốn và khá từng trải trận mạc. Mẹ mày, anh nghĩ, nếu bố mày không bị kiệt sức vì cái đêm băng rừng hôm qua thì mày chạy thế chứ chạy nữa ông nội mày cũng thừa sức tóm gọn. Anh quyết định chạy đón đầu bằng cách vòng qua một khe suối cạn đoán định được điều ấy, tên ngụy bỏ đường thẳng, chạy ngược trở lên đỉnh đồi, oánh lại phải phóng lên theo. Mệt quá, bụng ngực cứ quặn cuốn hết cả lại, tim mạch gần như không đập nữa. Đã có lúc anh định bỏ nhưng rồi chợt nhớ đến cảnh những anh em phải dãy rùa trên vũng máu vì bàn tay của nó, anh lại nghiến răng đạp cỏ vượt. Lên, và khoảng cách lại được rút ngắn dần. Một viên đạn từ tay anh cày ngay dưới chân khiến hắn lạ người đi. Dừng lại không tao bắn. Anh quát. Nó vẫn chạy lại một viên đạn nữa gần hơn. Nhìn nhanh trở lại, biết khó thoát nổi với đà chạy dũng mãnh và những điểm xạ rất chính xác của người đằng sau. Hắn dừng lại, nhảy nép vào một thân cây gần đó, dương khẩu ru lô lên. Quánh cũng dương súng. Đoàn, đoàn, cả hai tiếng nổ đều không trúng đích. Quánh chấp thời cơ tiến sát gần hơn chút nữa. Hắn lại dương súng, vẫn không nhìn rõ mặt. Cạch, súng của hắn hết đạn. Chết cha mày rồi con ơi, ai bảo đến lượt anh găm nòng súng vào giữa cái đầu bù xù đội mũ chỉ cách hơn chục thước kia. Cạch, súng anh cũng không còn đạn. Chết mẹ rồi. Thừa cơ, hắn vùng người chạy tiếp. Nhưng một miệng vực sâu hút đã chắn ngay trước mặt. Và phía dưới là dòng sông ba đang cuộn chảy, réo gào. Anh nhau lên. Cả hai thân hình ấp vào, quấn lấy nhau, đè nhau xuống. Bằng sức vóc và lòng căm hận của mình, oánh đã truyền được người lên trên, đưa hai bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ họng hắn hai khuôn mặt sát gần, hai đôi mắt phóng lửa vào nhau, cái mũ trên đầu hắn bung ra. Đột nhiên những ngón tay của quánh nới lòng, mắt mở tròn. Quánh đã nhận ra khuôn mặt cong máu có cái bớt đậm màu trên má trái ở dưới mình chính là hắn. Và hắn hình như cũng đã nhận ra anh là ai. Một tia sáng thù hận và hái sợ tột cùng lóe lên trong mắt, bằng chút tự vệ cuối cùng. Hắn đã vận sức đánh vào giữa mắt anh một cú nổ hoa cả hoa cải rồi lại cắm đầu vùng chạy. Chỉ chờ có vậy cái miệng vực đen ngòm ở ngay đằng trước bị lá cành xòa ra che khuất đã vội nuốt chửng ngay lấy cái thân hình tơi tả của hắn nhưng rất may mấy ngón tay của hắn lại kịp bám víu vào một túm rễ cây thòi ra trên vách đá cả cái thân hình nặng nề đong đưa túm rễ bở dần bở dần khí lạnh từ dưới vực thổi lên hun hút như khí lạnh của âm ti địa ngục cuốn lấy hắn khi chỉ còn một tích tắc nữa là cái túm rễ sẽ bật ra và cả người hắn sẽ lao vào xuống vực thì cũng là lúc oánh kịp lao lại nhoài người xuống một tay nắm lấy gốc cây cụt cạnh đó, tay kia đưa ra, ý bảo hãy nắm lấy. Không còn cách nào khác, hắn đành làm theo. Hai bàn tay gân guốc đan vào nhau. Thân hình hắn tạm thời được neo lại. Cái chết đã tạm bị đẩy lùi. Trong khoảnh khắc trinh vinh ấy, không hiểu sao hắn lại hỏi một câu xem chừng như vô nghĩa nhưng lại rất có nghĩa với tính cách ngạo mạn vốn có của hắn. Tại, tại sao anh lại cứu tôi? Đừng nhiều lời, hùng cau mày, nắm chặt vào, cố gồng người lên, nào? Không, một chút kiêu hãnh cuối cùng còn động lại trong giọng nói, đây là lần thứ hai tôi nợ, tôi không thích. Mày có phải thằng hùng không? Quánh hỏi đột ngột, má mày tên huyền trang, quê mày ở một vùng ngoại thành Hà Nội, đúng không? Anh, anh là ai? Đôi mắt trắng dã mở to. Tao là anh mày. Nào, lên. Anh nghiến răng dồn cả sức lực vào cánh tay. Phía dưới, dường như có một lực đẩy vô hình và mấy mẹ thổi trong người hùng cũng cố tròi chân vào vách đá nhích người lên đôi mắt hắn vẫn nhìn vào khuôn mặt anh đăm đăm như nhìn vào chính con người mình mà dường như không mấy quan tâm đến cái chuyện sống chết hiểm nghèo này và rồi có lẽ trong giây phút thất thần ấy một cái gì đó như tiếng vỡ của nhân tính xảy ra trong lòng lần đầu tiên từ trong hốc mắt chứa tuần hận thù và kiêu căng của hắn dường như có một chút nước chắt ra cùng với giọng nói cũng dường như không phải giọng của hắn bỏ ra mặc kể tôi không cả hai đều chết. Hùng không bỏ, càng nghiến răng kéo lên. Và vào khoảnh khắc cái bàn tay run rẩy kia sắp nhoai bám được vào gờ đá thì từ phía trên, họng súng đen ngòm trên tay gã toán phó đã kịp nhả ra một loạt đạn thẳng căng. Loạt đạn ác nghiệt đã hất cả hai người bay lao xuống vực. Anh oánh, một tiếng thét vang lên xé trời. Tiếng thét của Hercron vừa kịp chạy đến. Cái bóng của tên sát thủ ăn lương xệ già cũng biến mất như điều ác trên đời này luôn biết cách sống rất lâu. Nó chỉ chuyển ảo từ gam màu này sang gam màu khác. Đó là vào khoảng giữa trưa ngày mùng 4 tháng 10 năm 1974. Đúng vào khoảng ấy, đang ngồi đan trong phòng, mấy ngón tay bà Huyền Trang bỗng rời ra, hai que đan tuột xuống đất vang lên như hai tiếng nổ. Một luồng điện lạnh bút chạy dọc theo sống lưng, chạy thẳng vào đầu khiến bà xa sầm mặt mày không ngồi vững nữa, phải vịn tay vào thành ghế để khỏi rơi người xuống. Điểm gì thế này? Mồ hôi bà toát ra. Bắt đầu bà nghĩ ngay đến ông bố của Tuấn. Tháng trước nghe tin ông bệnh, bà vội đến thăm nhưng ông đã ngồi dậy được rồi. Lại còn thông báo là tới đây sẽ nhập cư sang Pháp sinh sống với người tình cũ. Sống mãi ở cái xứ nhược tiểu. Hổ lốn này chán ngấy đến tận cổ rồi. Tưởng ông cụ nói cho vui như cả đời ông chỉ thích hài hước nhưng tuần sau không rẻ ông đi thật. Trước khi đi ông nhắn lại, nếu thằng thiếu tướng con ông sống sót được sau trận này thì bà bảo nó cứ tìm đường sang pháp ông sẽ chờ nó ở đấy còn con bé dung con bé mà ông yêu quý nhất nhiều nét giống ông nhất thì tùy đi cũng được mà ở cũng được xã hội nào cũng là xã hội ông sẽ để lại cho nó một tài sản đáng kể để nó có thể theo học được một cái gì đó đến đầu đến đũa và làm vốn đi lấy chồng còn bà ông nói ông biết bà chưa bao giờ cậy nhờ vào ông về chuyện tiền bạc nhưng ông cũng để lại cho bà một tài khoản để nếu thằng tuấn nó có mệnh hệ nào thì bà thay ông chăm sóc phần mổ cho nó nghĩa tử nghĩa tận mong bà đừng từ chối thế thôi và mới hôm qua đây ông còn điện về cho bà giọng nói còn sảng khoái lắm kia mà vậy thì ai chợt bà lạnh toát người hay là thằng đêm qua bà đã mơ thấy nó toàn thân be bét máu me nó cứ đứng ở đầu giường bà mà không nói một câu gì cả hồi sau nó đi cái lưng có một miếng rách lớn lập cập bà đứng dậy lần ra bàn thờ thắp lên một nén nhang với bàn tay run bắn nén nhang mới cháy được một đoạn đã bùng lên bà vội ngồi thụp xuống chắp hai tay lên ngực lắp bắp lạy trời lạy phật trời phật có thiêng xin thần phật phù hộ cho thằng hùng con con nó là giọt máu của người ấy người mà con đem lòng thương yêu cho đến tận bây giờ con có tội con chỉ cầu xin thần phật cho nó được tai qua nạn khỏi để cha con nó được gặp nhau được nhìn thấy nhau dẫu chỉ một lần. Nếu được thế, con xin được đánh đổi cuộc sống của con. Lại trời lại Phật lại các vị thánh thần. Trên ban thờ, nén nhang lại bùng lên một lần nữa như các vị đại đức đại tăng trên cao không đã nghe thấu lời nguyện cầu của bà. Nhưng lòng bà vẫn không yên. Cuộc đời này đã biết bao lần bà thành tâm cầu cúng nhưng để rồi bất hạnh nối tiếp bất hạnh vẫn cứ nhằm đầu bà giáng xuống. Cứ giáng xuống đi, bà sẵn sàng chịu hết nhưng lần này có thể là lần mong ước cuối cùng trong đời bà. Bà Thao Thiết được nhìn thấy cha con nó đứng bên nhau một lần, chỉ một lần thôi, Thao Thiết đến giá rời cả người. Còn, trời ơi, nếu chẳng may con bà có mệnh hệ nào thì cái tội của bà sẽ lớn lắm, lớn không thể tha thứ được. Đã bao nhiêu lần nó đã hỏi bố là ai, bố còn sống hay đã chết mà bà đâu có thể trả lời, không dám trả lời. Tính nó ngạo ngược, chỉ cần biết sự thật là lập tức nó sẽ nổi điên lên. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận. Nó sẽ coi bà rẻ rúng không ra làm sao cho nên bà. Góc phòng, chiếc tivi đen trắng quên chưa tắt đang hiện lên hình Tổng thống Thiệu với vẻ mặt, giọng nói băm bổ. Hàn học không còn chút vẻ Tổng thống nào. Hỡi các chiến hữu, hỡi những binh lính can trường đang gánh sứ mạng thiêng liêng của quốc gia trên khắp các vùng chiến thừa. Tôi, Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, tôi, chiến hữu của các bạn. Giờ phút Tổ quốc đang lâm nguy này, tôi kêu gọi tất cả các bạn hãy giữ vững ý chí chiến đấu và quyết một lòng tử thủ thả chết không để gót giày cộng sản trà đạp lên mảnh đất thân yêu mà tôi và các bạn đã đổ máu ra để gìn giữ. Bà lặng lặng đi đến tắt máy. Cả hình ảnh cả giọng nói của viên nguyên thủ quốc gia kia lóe lên một cái rồi chìm vào màu đen thăm thẳm như màu đen của đáy vực. Biết rằng đêm nay mình sẽ lại thức trắng, bà quyết định nói người giúp việc dọn lại cho bà cái phòng thờ ở trên gác đã bị bỏ quê lâu ngày để bà sẽ ngồi ở đó suốt đêm lần chàng hạt cầu nguyện cho các con, cho mọi người, cho tất cả. Lại trời! cho đến bao giờ con người mới hết đánh nhau. Nhắc nhìn vào gương bà đã thấy trên đầu mình có những sợi tóc bạc. Cuộc truy kích của sư đoàn thép vẫn căng như dây cung. Tuy thế thượng phong đang nghiêng hẳn về phía bên tiến công nhưng càng xuống gần đồng bằng sự chống trả của chúng càng điên cuồng. Cái điên cuồng của con thú đang bị săn đuổi. Đang giấy chết nhưng vẫn là điên cuồng. Dọc theo đường tiến quân vẫn xuất hiện những ổ đề kháng bắn ra với một sự ngoan cố đến liều mạng. Chốc chốc lại có một chiếc xe của ta nổ bung có một cây cầu bị phá hủy, có trái pháo nổ vào giữa đội hình làm chống hoắc đi một mảng, lại có những phát súng bắn tỉa bất thần bay ra từ mọi ngóc ngách cướp đi không ít sinh mạng các chiến sĩ. Ở một đoạn đường như thế, ta gặp lại người họa sĩ có nhiều đam mê đang tiến cùng với đồng đội. Với cây ạc trên tay, với những trái tạc đạn đeo giáp vòng bụng, anh đã chiến đấu như một người lính chiến thực thụ. Cũng bật lên nằm xuống, cũng xiết cò nhà đạn, cũng vòng phải vòng trái và khi cần thiết cũng băng lên đánh giáp lá cà với kẻ thù đã có những bóng lính gục đổ những bóng lính bỏ chạy trước mũi súng đắm say của người nghệ sĩ anh vẫn lao lên mắt sáng rực cảm hứng sông pha và lãng mạn chỉ khác trước những bóng người chật trội chạy đi hay chạy lại mũi súng của anh chỉ bắn cày đất dưới chân hay bắn sượt qua đầu để chúng phải nằm xuống tháo chạy hay đầu hàng tên nào ngoan cố lắm thì anh cũng chỉ để nhẹ một phát đạn và chân cho nó phải nằm xuống có tên hàng binh nhìn anh ngơ ngác không hiểu gì cả Chính nó một giây trước đó đã rộng cho anh một bá súng vẹo cả cổ kia mà. Anh hất đầu nháy mắt trở lại rồi lại lạch bạch chạy lên phía trước, cười. Nhưng rồi cái bất chắc không lường được của súng đạn cũng đã tìm đến anh vào một giây phút bất ngờ nhất. Đang tiến giữa đội hình ào ạt, bỗng một loạt súng từ bìa rừng bắn ra. Nó không bắn tốp đi đầu cũng không bắn tốp đi cuối mà lại nhằm vào chúng anh. Anh khựng lại, ngơ ngác, mắt chớp chớp như cố đoán ra cái quái quỷ gì đang xảy đến với mình thế này rồi ngã xuống máu từ ngực từ bụng tràn ra, quằn quại. Đồng đội dừng lại định băng bó, định khiêng anh đi nhưng anh khẽ lắc đầu, nhăn nhó ra hiệu cứ tiến lên. Kể tôi, tôi bị xoàng thôi, tôi có thể tự băng bó được, gì thì gì cũng phải cho tôi nghỉ một chút chứ. Dòng người lại ảo qua, ảo qua, phía trước lại là một ổ đề kháng đang co cụm, thời gian không cho phép ai. Dừng lại với bất kỳ một lý do nào, thương binh ư, đã có bộ phận cứu thương chạy phía sau lo rồi nằm nhỏ nhoi bên vệ đường, hơi chìm người trong cỏ. Người họa sĩ biết mình không qua khỏi, còn qua khỏi thế nào được nữa khi bụng ngực đã nát bét cả ra thế này. Từ trong vô thức mù mờ của trái tim nghệ sĩ, anh trở thấy mình phải làm một cái gì đó rồi hát ai ra đi, đi không thế này thì uổng quá. Thôi thì, nếu như mấy hôm nay mà oánh nhau quá chẳng vẽ được cái gì ra hồn thì bây giờ trước khi ra đi vào quái vĩnh hằng vẽ vậy, vẽ một lần cho mãi mãi, vẽ lúc này vẫn chưa muộn. Nghĩ rồi anh lấy sức quản người nằm nghiêng, hơi ướn lên để tháo được chiếc áo lót đông xuân trắng đã rách lỗ chỗ ra khỏi người. Việc khó khăn nhất đã xong, khoan, chưa nên chết lúc này, cố gắng lên vài phút nữa. Thế, bây giờ là trải rộng nó ra. Tốt rồi. Nào bắt đầu, thử xem. Như một nghệ sĩ đang vào cơn thăng hoa nhập đồng, trong phút hấp hối, anh mơ màng lấy ngón tay chấm máu trên thân thể mình quét qua quét lại. Mỗi lần quét là một lần muốn là đi mỗi lần quét là mỗi lần ngón tay cứ run lên hoặc ẻo ra không muốn chuyển động nữa nhưng rồi sau những khoảnh khắc ngập ngừng nó vẫn khó nhọc chuyển động chuyển động chậm dần và khi nó không chuyển động nữa thì cũng là lúc con mắt người họa sĩ mặc áo lính nhắm lại đầu ngả ra trên đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười mãn nguyện anh đã vẽ xong bức vẽ cuối cùng của đời mình bức vẽ bằng máu bức vẽ hình bác hồ đang mỉm cười tấm hình cũng nhòe máu đồng đội đang đứng rất đông xung quanh anh họ lặng đi không nói được một lời nào chỉ có những đôi mắt mở to mở rất to nhìn vào anh nhìn vào bức vẽ xe của sư trưởng lâm đi đến từ từ dừng lại ông bước xuống lặng đến bên anh người họa sĩ vẫn nằm đó tột cùng thanh thản như là chỉ vì mệt quá mà xin phép đồng đội cho ngủ một chút thôi tấm hình bắc trên ngực anh khẽ lay động rồi chợt người sáng như có ánh nắng trời chiếu vào sư trưởng và các chiến sĩ đứng nghiêm đưa tay lên vành mũ rồi một loạt súng bay lên tiến biệt người hỏa sĩ thân yêu của mình. Đoàn xe tiếp tục lên đường. Kẻ thù vẫn đang còn ở phía trước, chỉ khác đi đầu bây giờ là chiếc xe có căng hình người lãnh tụ tối cao của cuộc chiến đấu đang đi vào giai đoạn cuối này. Tấm hình đỏ rực, lấp lánh, lồng lộng, phóng to, phần phật bay trong gió, bay lên tới tận trời. Bác đang mỉm cười nhìn xuống đoàn quân. Chiếc xe của sư trưởng một lần nữa lại chợt dừng. Đứng bên đường là Hơ hình như cô đứng đây chờ ông đã lâu lắm rồi. Trông cô khác quá, già dạ và gầy hẳn đi, đôi mắt vốn tươi tắn và nghịch ngợm của cô lúc này đã thay bằng vẻ u buồn. Khắc khổ khiến người vô tình nhất nhìn vào cũng thể không thấy lòng mình thắt lại. Vừa nhìn thấy đôi mắt ấy, ông bỗng nghe máu mình đông lại như linh cảm thấy điều gì. Ông vẫn ngồi im. Đến khi ông cố chấn tĩnh bước được xuống thì cô đã chạy ả à tới, gục mặt vào ngực ông khóc hòa. Hồi lâu mới nhìn lên. Bác ơi! Anh oánh! anh oánh chết rồi. Điều ông lo sợ nhất đã xảy ra, thoạt đầu là ông không tin. Có thể con bé nói nhầm, chết chóc nhiều thế này có thể nhầm lắm chứ. Nhưng khi tin rồi, vẻ khổ đau tột cùng kia đã làm ông tin. Rõ ràng có một viên đạn xuyên thẳng vào thái dương. Ông là người đi rồi đứng im, gò má giật mạnh, dường như không thở nữa. Bác, bác ơi, bác làm sao thế này? Tiếng gọi thất thanh của cô gái làm ông tỉnh lại. Ông cười, chưa bao giờ cô thấy một cái cười khổ như thế. cô lại bật khóc hòa. À. các chiến sĩ của ông cũng đang đứng xung quanh ông, hướng nhìn lên ông. chính những cái nhìn đó đã khiến ông chợt nhớ mình đang ở đâu. nì sát mái đầu cô gái vào ngực mình, ông thì thầm: bác biết ơn con. giây phút ấy đã có mặt ở bên nó và cũng chỉ thế thôi. dòng tiến công thác lũ đã lại ập tới, cuốn phăng cả hai con người đang quá chừng mất mát vào dòng chảy dữ dần của nó tướng phạm ngọc tuấn không chết trái pháo đã hất văng ông ta khỏi mố cầu rơi xuống mặt sông ấy chỉ làm ông choáng váng mất vài giây rồi liền đó ông đã bơi được vào bờ hiểu rằng thế là hết hết hẳn hết không cứu vãn được nữa ông đành ngậm ngùi rời bỏ cây cầu rời bỏ binh lính rời bỏ tất cả bây giờ mới thật sự là rời bỏ một mình thất thểu đi sâu vào hoang vắng ông ta không biết mình phải đi đâu đi làm gì nhưng ông cứ đi miễn là tránh càng xa càng tốt khỏi cái nơi điếm nhục này Ngày xưa đọc sử tàu thấy các vị tướng cầm quân một khi thất trận, tan quân thì thường tìm đến cái chết để rửa nhục. Ông chỉ cười, cho là hào hớn dở hơi nhưng đến lúc này, cũng rơi vào hoàn cảnh tượng tự ông mới bỗng thấy thấm thía. Ông ta cũng đã nghĩ đến cái chết, nghĩ đến ngay từ lúc thất thủ buôn mê thuật. Càng nghĩ rát bỏng hơn khi đành phải cắm mặt chấp nhận một cuộc lui quân trên toàn lực lượng nhưng ông chưa hành động, chưa thể hành động vì còn nghĩ đến dung. Ông cần sống để biết đích xác số phận nó giờ ra sao. Biết được, cái chết đối với thứ bại tướng như ông nào có ý nghĩa gì? Hồi chưa tại chỗ đó, khi chỉ nhìn thấy cô và vợ viên tình trưởng từ trên xe bước xuống, ông đã hiểu rằng thế là tên vệ sĩ của mình đã không làm được cái việc ông giao cho hắn rồi, mà cũng không làm được, không thể làm được trong tình thế quá đỗi hỗn mang này. Ông ta vẫn đi, thỉnh thoảng lại gặp một tốp lính đi ngược lại hoặc một tốp lính đi cùng chiều, tất thảy cũng đều thất thểu, thảm hại như ông. Ông không dám nhìn thẳng vào họ, họ cũng không nhìn vào ông giữa họ và ông giờ đây đã được thiết lập một quan hệ bình đẳng không ai phụ thuộc vào ai, lạnh lẽo, xa lạ, rừng rưng, chán trường. Chán trường đến nỗi, khi có một tên lính chống nạn trận trào chỉ vào cái đồng hồ đắt tiền đeo trên tay ông chưa kịp mở mồm nói gì thì ông đã lẳng lặng tháo ra đưa cho gã, thậm chí còn mỉm cười khiến gã này chố mắt nhìn theo không hiểu, thằng giả điên. Đúng, có thể ông điên thật rồi, mà nếu điên được thì đã tốt biết bao. Sẽ quên giáo mọi chuyện, quên quá khứ, quên hiện tại và chẳng thèm màng đến tương lai, chẳng thèm biết đến mình là ai, mình là cái giống gì, quên cả cái con bé xinh đẹp đã gọi ông là ba kia nhưng ông lại tỉnh, rất tỉnh, có tỉnh thì lòng dạ ông mới quay quắt, mới ngổn ngang thế này. Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, khi đầu óc đã có chiều bớt nhức nhối, ông vô tình nhập được vào một đơn vị lính dù đang tháo chạy thục mạng trong rừng, với khá nhiều những cáng thương trên vai họ đang loay hoay chưa biết cắt hướng nào cho chúng để khỏi rơi vào tay đối phương thì ông vô tình đi đến trời đất với cái kiểu ngu ngơ không biết một chút gì về kiến thức hành quân kia nhất định cả mấy chục mạng người này nếu không làm mồi cho đói khát thì cũng làm mồi cho những viên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến chả lẽ những năm gần đây cái võ bị đà lạt niềm tự hào của quân lực lại cho ra trường những sĩ quan kém cỏi đến mức cứ rời bỏ cái la bàn cái bản đồ ra là coi như hoàn toàn ngơ ngác như nai co lạc mẹ như thế kia ư và cái kém cỏi đến không tưởng tượng ra nổi đó lại được dồn hết cho những người cầm quân như ông để sử dụng khốn nạn hèn chi một chút lương chi và một chút máu nhà binh còn lại chợt thức dậy trong người ông lặng lẽ giúp họ làm cái công việc căn hướng tìm đường mà không hiểu trên thực địa họ có thực hiện được không ấy ông nói ở vào trường hợp vỡ trận như thế này đừng bao giờ căn cứ vào la bàn bản đồ nữa chính những cái sách vở đó sẽ dẫn các cậu đến cái chết tốt nhất lúc này theo tôi các cậu phải nhằm những điểm vừa có tiếng súng nổ mà tìm mối đường. Súng nổ rồi là sẽ không nổ nữa, chỉ có những nơi tưởng như im lặng lại là những nơi rất dễ gặp ổ phục. Họ hỏi ông là ai? Ông trả lời mình chỉ là một thượng sĩ già đang cùng chung số phận với họ. Họ lại hỏi thế tía ở đơn vị nào mà lại có bộ quân phục không giống ai này. Ông bảo chả biết, giòn thấy nó rất ngoài lộ thì mặc vào cho mối khỏi đốt thôi. Họ rủ ông đi cùng. Ông nói tôi đã có đường đi riêng của mình rồi. Các cậu cứ đi đi, chúc may mắn đến khi họ đã đi khuất rồi ông ta mới chợt thấy hối hận đáng lẽ ông phải đi theo họ tìm ra đến mặt lộ cùng với họ rồi sau đó nếu cần ông sẽ liên lạc về sài gòn qua bộ tư lệnh quân khu một của viên tướng có cái miệng hôi hám bạn ông để báo cáo cuộc di tản đã thành công một cách thất bại và xin nhận kỷ luật mà chắc gì đã có kỷ luật một khi giáo trọi đều tan tác cả thế này cũng được đối với ông kỷ luật hay không thì cũng thế ông sẽ xin cho được ở lại làm phó làm sĩ quan tham mưu hay là làm lính quen cho viên tướng cùng cấp kia cũng được miễn là nếu phải chết thì chết trên chiến trường như tâm nguyện từ lúc bước vào đời quân ngũ của ông ông nghĩ rằng mình vẫn có thể làm được một cái gì nữa cho quân lực cho binh lính ví như cái vụ cắt đường tìm hướng vừa rồi chẳng hạn vậy thì đi sẽ đi theo họ để ra được mặt lộ dẫn xuống đồng bằng kế đã rồi mọi việc tính sau nhưng sáng hôm sau cái ý định đó của ông ta đã hoàn toàn bị đổ sụp khi trước mắt ông trên một bãi cỏ danh sơ xác toàn bộ cái tốp lính hôm qua đã trở thành những thi thể đang bị ruồi nhặng bu đầy viên chỉ huy hôm qua đã nói chuyện với ông vẫn còn thở thấy ông anh ta yếu ớt vẫy lại ông đi đến vừa kịp ngồi xuống thì từ cái miệng nứt nẻ của anh ta một búng máu văng thẳng vào mặt ông cùng với tiếng nói đù mẹ thằng già thằng già lừa tao tao nguyền rủa mày nói xong anh ta ngu eo đầu xuống mắt vẫn mở trừng trừng ông run rẩy vuốt mắt cho anh ta rồi giống như cái người không còn gì để đứng lên nữa, toàn thân rỗng doáng. ông thả rơi người xuống, tình nguyện thu xếp cho mình một chỗ nằm trong đống tử thi. một vầng đỏ ối chập chờn hiện lên ở trước mặt ông. cái gì thế này? ông đưa tay ra, vầng đỏ biến mất, trong lòng bàn tay chỉ còn vương lại mấy con nhặng béo mút. chả lẽ mình cũng chết rồi ư? Ừ. nhưng không chết thì sống nữa mà làm gì? thằng già lừa tao, ông lừa họ hay chính ông đang lừa ông? các con ơi! Ông nhắm nghiền mắt lại, "Các con tha thứ cho ta, thực lòng ta chỉ muốn làm điều thiện không ngờ lại đẩy các con đến cái chết thê thảm thế này. Ta, ta hết thời rồi." Ông ta móc cây súng vẫn giấu kín trong người ra, lên đạn, từ từ đưa lên đầu. Nhưng cái số con người khốn khổ này vẫn chưa chết được. Khi viên đạn sắp sửa vọt ra thì từ phía trên có một bàn tay ghim lại. Ông mở mắt, tên vệ sĩ có khuôn mặt khôi ngô đang ở trước mặt ông. "Sao anh biết tôi ở đây mà tìm?" khi hai người đã ra khỏi đám ruồi nhặng đó ông ta mệt mỏi lên tiếng em vừa đi vừa hỏi cái dáng của anh hai dễ nhận nên cũng có người nhớ con con bé thế nào cái con mà tôi nhờ cậu ấy chính vì cô ấy mà em đã tìm được anh hai vì nó đôi mắt ngơ ngẩn hơi nhướng lên dạ trước khi chia tay cô ấy có nói ông thiếu tướng đang có nhiều cái buồn nhờ anh trông nom chăm sóc cho ông ấy ông ta quay đi không hỏi thêm gì nữa. Trên khuôn mặt vẫn còn một chút bóng dáng của sự kiêu ngạo vương lại. Có những giọt nước mắt đỏ đục đang chảy xuống. Hình ảnh của đứa con đã khiến ông chạy nhớ đến một hình ảnh khác. Không, ông chưa thể ra đi lúc này được. Ông còn cần phải sống. Ông cần phải gặp lại con người ấy như lời nguyện năm xưa. Hết phần 9